nhắn tin tôi tên Bùi Thị Huệ sinh năm 1968 hiện ngụ tổ 7 áp tu 2 xã Đồng Khởi huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh nhắn tin tìm em Bùi Giang Hiệp sinh năm 1970 em Hiệp rời khỏi địa phương từ tháng 1 năm 2023 đến nay không tới về hiện em đang ở đâu về nhà gấp để giải quyết chuyện gia đình Ai thấy hoặc biết em tôi ở đâu, xin cho lòng liên hệ địa chỉ tổ 7, áp tu 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh hoặc điện thoại số 0985 229 116 gặp chị Huệ. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.